Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2018. Chúng ta học tiếp trong cái phần lộ cận tử. Và hôm nay chúng ta học cái phần lộ cận tử còn tục sinh. Khi mình nói chữ cận tử á, có nghĩa là gần chết. Mà đây á, nói cho đúng cái từ của nó, cái lộ cận tử này, cái lộ cái lúc hấp hối. Chứ còn nếu mà nói cận tử thì nó dài lắm. Nhưng mà đây là cái cận tử này là lúc hấp hối. Và cái giờ này thì rất là quan trọng. Và cái cận tử này đó là khi mà nó khởi sanh trong tâm của cái người mà sắp chết á, thì nó khởi sanh bằng hai lộ. Cũng giống như chúng ta biết đó, khi chúng ta còn sống đó, thì cái hoạt động về tâm của chúng ta nó đi trong cái lộ ngũ. Đi trong cái lộ ngũ của nó và đi trong lộ ý, tức là mắt chúng ta thấy cảnh sắc thì nó sẽ phát sanh. Như chúng ta thấy đó, trong cái đời sống hàng ngày đó, là cái tâm chúng ta hoạt động nó thông qua là năm cái cửa mà thuộc về thân, thì nó gọi là cái lộ ngũ. Tức là mắt chúng ta đó là thấy cái cảnh sắc này, thì cái tâm chúng ta nó khởi lên một cái lộ trình. Và cái lộ trình đó nó quan trọng nhất là bảy cái tâm động tác đây, thì nó sẽ gieo cái hạt giống xuống, tức là nó tạo nghiệp. Và nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thì chúng ta thấy nè, cái dòng khổ kiếp nó bị cắt ngang, thì cái thức này nó phát sanh. Cái kháng ngũ môn này nó mở cửa ra để cho cái thức nó phát sanh. Thức nó phát sanh tức là các cái tâm quả đây, các cái tâm quả đây, các tâm quả bất thiện hoặc là tâm quả thiện nó phát sanh. Chúng ta ôn qua một chút. Đây là chúng ta sinh ra này. Và tới đây đó, tử đây, tử, tử thì liền cái sát na kế bên của nó là nó sanh liền. Ở đây cũng vậy, khi nó sanh đó thì liền ở phía trước nó là tử đây. Thì cái lộ cận tử của nó đó, nó sẽ xảy ra trong cái khoảng này đây. Thì chúng ta biết đó, khi chúng ta sống đó, thì tất cả những cái hoạt động tâm thức chúng ta nó đi trong năm cửa. Cái cửa thứ nhất là do mắt. Mắt chúng ta khi chúng ta tiếp xúc với tất cả những cái cảnh vật bên ngoài, khi mà tiếp xúc xong đó, thì trái tâm chúng ta nó đi tới cái chỗ là nó phân tích và nó phán đoán, là xem cái cảnh đó nó tác động, nó làm cho trong cái tâm của mình nó khởi lên cái gì. Thành ra đây là cái dòng hộ kiếp nó trôi chảy. Khi mà cái tâm tục sinh chúng ta sinh ra bằng cái tâm gì? Cái sinh ra bằng cái tâm gì? Thì cái tâm này nè, nó làm cái nhiệm vụ tục sinh của nó chỉ trong một sát na thôi. Và cũng chính cái tâm mà nó tái sanh này nè, nó làm cái nhiệm vụ tử của nó cũng chỉ có một sát na thôi. Một sát na tử. Tử này cũng chỉ có một sát na. Và cái tục sinh này nó làm cái nhiệm vụ là nó nuôi dưỡng cái kiếp sống này đây. Nó đi suốt luôn. Thành ra nó gọi là hộ kiếp. Tức là nó hộ trì cái kiếp sống này. Thì chúng ta sẽ thấy nè, cái giờ mà cận tử nằm đây nè,
Bây giờ cận tử nằm đây. Thì cái lúc mình sắp chết, lúc hấp hối á, mà cái tâm mình á, cái động tốc này là lúc đó nó chỉ còn có 5 thôi. 1, 2, 3, 4, 5, nó chỉ có 5 thôi. Mà cái động tốc này nó bắt cái cảnh gì? Thì cái cảnh này nè, nó sẽ in cái bóng nó xuống chỗ tục sinh, và nó sẽ trở thành cái cảnh chủ cho cái tâm tục sinh này, mà cũng chính là hộ kiếp này trong hết một kiếp sống. Cho nên á, cái khi mình tái sanh lại đó, thứ nhất là những cái gì mà nó thuộc về cái nghiệp nó trôi chảy trong nhiều đời nhiều kiếp của mình đó, nó trở thành ra cái cá tánh của mình, nó trở thành ra cái bản tánh của mình. Và đặc biệt là những cảnh chủ nó bắt cảnh như thế thì đi suốt trong cái kiếp đó khó mà thay đổi. Chúng ta phải tu tập nhiều lắm và hiểu biết nhiều lắm, mà quân tập cái mà sư cô gọi là mình ý thức. Ý thức có nghĩa là mình biết rõ rằng cái gì nó đang xảy ra trong tâm của mình. Trong tâm mình đó, đây là nó có cái pháp thiện và nó có cái pháp thiện trí. Trong tâm chúng ta đó, hai cái dòng chảy của cái nghiệp mà chúng ta gieo từ nhiều đời nhiều kiếp đó, là nó là thiện và thiện có trí. Cái dòng nghiệp thứ hai là cái dòng nghiệp quế nhiễm, dòng nghiệp xấu, nó nằm trong tham, sân và si. Luôn luôn hai cái dòng chảy này, ngày đó đêm nó đi lên đi xuống. Hai cái này đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Khi thì thiện khởi lên, thì những cái pháp bất thiện nó chìm xuống. Mà khi pháp bất thiện khởi lên thì pháp thiện chìm xuống. Và trong cái đời sống chúng ta nó luôn luôn nó như thế này. Và khi mà nó lên xuống như thế đó, là cái nhầm lẫn của mình ở chỗ đó, là nó thiện mình cũng nghĩ về mình, mình cũng nghĩ chính là mình. Mà cái không thiện mình cũng nghĩ chính là mình. Cho nên thí dụ như mình nói rằng là tôi thấy người ta tôi thương quá. Bây giờ tôi lấy tiền, lấy gạo, tôi đem công sức tôi giúp cho người ta, mà càng giúp càng thương, không có tiếc gì hết, thì đây là những cái thiện phát sinh đó. Hoặc là nói là tôi làm tôi không cần đền đáp, tôi nghĩ là tôi làm được cái điều tốt là quý rồi, chỉ muốn bao nhiêu đó thôi, muốn cho mình được làm điều tốt thôi. Bởi vì đó là tôi gieo cái nhân lành, thì chắc chắn là cái quả của tôi hưởng, tôi không cần ai đền đáp tôi cả. Thì như vậy cái thiện trí nó phát sinh trong tâm của mình. Chị hiểu chưa? Thì cái này mình nói mình là đúng rồi. Nhưng khi mà mình giận quá, mình cũng nói tôi giận quá, tôi tức quá. Hoặc là thấy cái gì đó, mình muốn quá, mình cũng nói là tôi muốn lắm, tôi ưa lắm, tôi thích lắm. Vì vậy thế luôn luôn mình gắn mình vào trong cái nghiệp này. Mình gắn mình vào trong cái dòng nghiệp nó chảy trong tâm của mình. Và mình cứ ngỡ nó chính là mình. Là khi trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, thì hai cái dòng nghiệp này, dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện này đó, là luôn luôn nó đang xen trong cái đời sống chúng ta. Nó đang xen. Và hàng ngày á, hàng phút, hàng giây nó cũng khởi lên. Cái này lên thì cái kia xuống, cái này lên cái kia xuống, cái này lên cái kia xuống. Như vậy thì khi nó trổ quả đó, nó cũng đi theo thiện và bất thiện. Cho mình nói mới là cái không có ai mà giàu ba họ, không có ai khó ba đời. Tức là cái khổ nó cũng có cái nhịp nghỉ của nó, mà cái an vui nó cũng có nhịp nghỉ của nó. Bởi vì trong cái đời sống từ vô lượng kiếp á, là chúng ta đã tạo nó như thế rồi. Và ngay cái hiện tại trong kiếp này, cái phước chúng ta được làm người đó,
là cái phước mà cái phần thiện này nè, với thiện trí này rất là mạnh. Nhưng mà hàng ngày chúng ta thì vẫn thấy nó đang xen. Và chúng ta chứng kiến nơi bản thân của mình, hoặc là người thân của mình, hoặc người xung quanh đó, thì chúng ta thấy đó, cái phần lớn cái mà chúng ta đó để cho cái pháp bất thiện này nó chiếm lĩnh cái đời sống hàng ngày chúng ta rất nhiều. Rất nhiều. Ở cái chỗ đó là chúng ta cứ ngỡ rằng những cái người thân thiết gắn bó nhất của chúng ta đây là những người đó mà chúng ta nối liền, và chúng ta coi những người đó chính là sự sống của chúng ta. Điều đó là sai 100%. Tất cả những người thân, những người mà nối liền như cái mạch máu trong cái đời sống chúng ta, đó là cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp chúng ta. Nhân quả này thuộc về thiện, và nhân quả này có luôn cái bất thiện, nó có thể đan xen lẫn nhau. Cho nên cha mẹ mình, anh chị em mình, người hôn phối của mình, con cái của mình, nó vẫn đang xen hai cái này. Phải thấy rõ đây là nhân quả. Còn nếu không, chúng ta sẽ dính mắc vào trong cái pháp tục đế. Đây là máu mủ ruột rà, đây là người của tôi, hoặc là đây là tài sản của tôi, gì đó. Tất cả mình đều là của tôi hết. Vì nó có cái tôi thì nó phải có cái của tôi. Và cái này nó thuộc về pháp tục đế. Còn pháp chân đế đó thì cái nào nó ra cái đó. Vì vậy mình không có thấy rõ vậy, cho nên là hai cái dòng nghiệp này ngày đêm nó xen nhau mà mình ở với mình. Thành ra tới cái giờ mà lâm chung, cái giờ đây, để cái giờ hấp hối đây, thì hai cái dòng nghiệp này nó vẫn lên xuống, tức là cái quả nghiệp thời đó nó vẫn trổ xanh. Và hàng ngày trong cái đời sống chúng ta dùng mắt để thấy. Và khi mắt chúng ta thấy đó, thì đứng về mặt tâm cũng như đứng về mặt thân. Đứng về mặt thân á, thì cái kháng ngũ môn này đó chính là con mắt chúng ta nó phải mở ra, mở cái cửa ra. Mở đây không phải là mở con mắt, nhưng mà nó có tác ý hướng đến, cho nên nó mở ra để nó chuyển tới đó. Nó tự động, nó mở ra, tự động nó tác ý đến. Thì đây, cái này là nó sẽ cắt ngang cái hộ kiếp này, cắt ngang, để nó tạo nên một cái dòng sống mới. Cắt ngang đây, thì nơi đây đó nó tạo nên một cái dòng sống mới. Nếu như ở đây mà nó là cái phần thiện thì nó sẽ nối trên này, nó hoạt động ở đây. Mà nếu như bất thiện đó thì nó sẽ đưa cái hoạt động ở đây. Nhưng mà cái này là cái mới, cái mới là cái hiện kiếp để mà nó phối hợp vào trong cái thiện vốn đã có, nó phối hợp vào trong cái bất thiện vốn đã có. Cho nên cái đời này mà chúng ta đau khổ nhiều, ví dụ mình mắc, mình thấy cái người đó, cái cảnh đó, cái vật đó, lòng mình u sầu, mình nhớ, thấy không? Mình tiếc, mình than, mình trách, vân vân, thì cái nối nó sẽ nằm ở chỗ này. Và như vậy nó sẽ tăng lên, nó đẩy lên luôn, nó đẩy cái phần này đẩy lên luôn, chiếm lĩnh luôn. Mà như vậy đó, những cái pháp bất thiện này nó sẽ chiếm lĩnh rất là nhiều. Như vậy khi cái giờ mà gọi là thân hoại mạng chung đó, thì cái pháp này nó rất mạnh ở trong tâm, nó thành ra một cái ma lực. Thì cái giờ đó, cái giờ đó nó sẽ xuất hiện ở nơi đây, nó xuất hiện ở đây đây. Cận tử nằm đây, hấp hối đây, nó xuất hiện nơi đây. Và chúng ta sẽ đi theo những cái gì mà mạnh mẽ nhất trong cái đời sống hàng ngày chúng ta đã tạo ra. Rồi từ đấy đó, chúng ta đưa đến tái sanh. Như vậy cái việc tử sanh này là việc của mình. Và cái vô minh của mình đó, đó chính là cái pháp tục đế, là một cái chân lý tương đối. Mình ngỡ rằng nó là pháp chân lý tuyệt đối,
nó là pháp chân đế, hay chân lý tuyệt đối. Và vì cái chỗ đó đó, vì cái nhầm lẫn đó mình gọi là cái vô minh. Và mình bị chi phối bởi chính những cái điều tốt và những điều xấu mình đã tạo ra. Chính mình tạo ra nó rồi nó lại chi phối lại mình. Cũng giống như một người đó cầm cái ly rượu, điếu thuốc, hút hoặc là đánh bài, chơi game, xì ke, vân vân, tất cả là đầu tiên do mình tạo ra. Rồi sau đó nó chi phối lại mình. Tức là mình bỏ nó không được. Đầu tiên chính là mình chủ động để mình sử dụng nó. Muốn sử dụng thì sử dụng, không muốn sử dụng thì thôi. Nhưng mà mình đó đều đặn mình sử dụng vậy đó, thì tới một ngày nào đó thì nó sai sử lại mình. Vì thấy cái chỗ này chưa? Và vì mình tạo tác như thế, thì cái giờ lâm chung của mình đây, giờ lâm chung mình nó nằm ở đây đó, thì những cái pháp mà bất thiện mình tạo ra rất mạnh, nó sẽ chi phối vào trong cái giờ này. Nó chi phối là chánh yếu. Thì cái đó nó gọi là cái thường nghiệp trong cái đời sống hàng ngày. Và cái thường nghiệp này đó mình hiểu hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, là cái nghề nghiệp mình mưu sinh. Thì mình làm cái nghề, thì cái tâm mình đặt vào trong cái nghề như thế nào thì nó làm thành cái nghiệp cho cái nghề đó. Rồi cái thường nghiệp nó nằm trong cái chỗ đó hàng ngày. Cái cách thế của mình á, với tất cả mọi việc trong cái đời sống á, mình có cái khuynh hướng ứng xử như thế nào. Thì cái khuynh hướng đó chính là cái thường nghiệp, nó sẽ làm giàu lên cho cái pháp thiện, hoặc là nó làm cho cái pháp bất thiện này mạnh mẽ thêm lên. Thì hai cái này á, nó hình thành một cái nguồn lực đó, nó vận hành ở trong tâm và nó chi phối bây giờ lâm chung. Chỉ có một số trường hợp đặc biệt đó, là thí dụ như cái người tạo cái nghiệp xấu, ví dụ như giết cha giết mẹ, làm chảy máu thân Phật, phá hòa hợp tăng, giết một vị A-la-hán vân vân, thì cái đó đó dẫu cho suốt một cái cuộc đời đó mình tu tập mà làm điều lành thế nào đó không cần biết, nhưng bây giờ cuối cùng này nhất định là cái quả của những nghiệp xấu đó trổ sanh. Hoặc là có những cái người cái giờ cuối cùng trong cái cuộc đời người ta làm cái điều quá ác, giờ cuối này nó cũng trổ sanh. Thí dụ như giờ một người mà giết 6 người, một người mà giết 5 người, trong khi tuổi là từ 18 tới 20, 20 mấy, thì suốt một cái thời gian từ nhỏ đến tuổi đó chưa làm cái điều gì ác xấu ghê gớm cả. Nhưng mà cái lần mà làm cuối cùng để đưa đến cái án tử đó là giết 5 hoặc là 6 người, thì trong cái giờ mà cái người này ra đi đó, thì cái cảnh của cái ác nghiệp đó nó sẽ quay trở lại. Bởi vì nó quá mạnh ở trong tâm, thành ra nó sẽ quay trở lại. Và như vậy nó sẽ in hình vào trong cái tục sinh này. Cái cảnh nó sẽ in hình vào tục sinh này. Thì khi cái người này tái sanh đi xuống địa ngục, thì cái này nó sẽ khởi sanh trở lại. Và sẽ gặp những người mà cái tâm của người ta nó sân ác như thế, nó hành xử trở lại. Thì khi mà mình người thế gian đó, thì mình nói đó là bị trừng phạt. Nhưng không có ai trừng phạt mình cả. Tất cả đó là những cái thước phim nó quay trở lại. Mà lần trước sư cô nói đó, lúc mình gieo xuống, mình là chủ nhân. Khi mình gặt nó, mình sẽ là nạn nhân. Mình chủ động, mình gieo người ta, ta trở thành nạn nhân. Giờ đây đó, mình gặt những cái người mà có cái tâm nó ác y như cái lúc mình hành xử gì đó, thì cái lúc đó người đã hành xử trở lại và mình chính là nạn nhân. Nó đi như thế. Chứ nó không có đi chỉ có một cái đâu. Thì thông thường đó, cái này sư cô có giảng ở đây rồi, bây giờ sẵn đây sư cô lặp lại. Thông thường đó thì người ta có nghĩ rằng bây giờ cái người A này nè giết cái người B, thì giờ đường luân hồi người B giết người A là huề. Thưa quý vị, không có huề. Quý vị nhớ là có những người họ nói nè, khi mà họ người A này hận người B đó, người ta nói gặp đâu giết đó, gặp đâu đánh đó, gặp đâu giết đó. Thì như vậy đó, nếu mà luân hồi kiếp này họ giết người này xong á, tái sanh là họ vẫn giết nữa.
Và cái người B này đó là khi hận cái người A này á, thì cũng gặp đau giết đó. Thành ra cái oan trái đó nó chỉ là càng lúc nó càng bấu chặt vào nhau thôi, chứ nó không có tách ra được khi người ta không ý thức. Khi người ta không ý thức rằng cái việc mà mình đoán cái mạng sống của người khác là chuyện sai, và cái chuyện mình trả thù người khác cũng là cái sai, khi nào mình chưa nhận ra đó thì hai bên nó cứ quằn nhau và trong luân hồi đi với nhau. Nhưng cái này nó nhỏ lắm, cái này là cái riêng giữa A và B. Cái chung đó là cái tâm, chung là cái tâm. Hay cái tâm này nó ác như thế nào thì nó sẽ tái sanh vào nơi cái cảnh giới có những chúng sinh nó ác như thế, để những cái chúng sinh khác nó có cái cơ hội để gieo xuống, và người này mới có trở thành nạn nhân, rồi người này gieo xuống, người khác trở thành nạn nhân. Nó đi như thế trong cái địa ngục. Và cho đến bao giờ ý thức được thì ra. Nó ra. Và nó còn đi. Cho nên chúng ta sẽ thấy gì? Có những cái con vật, mà con vật này nó ăn vật con vật khác. Con cá lớn ở trong hồ nó vẫn nuốt cho con cá bé. Nó lội trên sông, trên ngòi, trên gạch, con cá lớn vẫn ăn con cá nhỏ. Con cọp nó có thể ăn con người, con beo có thể ăn con người. Những con đó nó có thể giết những cái loài súc sanh hiền lành để nó ăn. Thành ra đó, những cái dữ dằn nè, nó in hình lại trong kiếp sống mới. Kiếp sống này có thể là địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh, Atula hoặc con người. Thì cái này khó phai trong tâm. Cho nên cái ác nó tiềm tàng. Mặc dù cái phước thiện của người ta lớn, cho nên người ta được tái sanh làm người. Nhưng khi người ta không có ý thức được, ý thức đây đó là thấy rõ biết rõ pháp thiện đang phát sanh trong tâm. Thấy rõ biết rõ pháp bất thiện đang phát sanh trong tâm. Chỉ khi nào chúng ta ý thức rõ được cái điều này thì chúng ta đây thoát. Còn khi nào chúng ta không ý thức rõ thì chúng ta sẽ phối hợp nó bằng cái tôi. Mình ngỡ nó là mình, nó chính là mình chính là nó, thì mình không thoát, mình ý thức được thôi. Và cái này sư cô hướng dẫn quý vị hoài để cho mình ráng mình nhớ, mình thực hành. Ví dụ như khi mình bị nhức đầu, nói trời tôi nhức đầu chịu không nổi, tôi nhức quá chịu nổi. Bỏ chữ tôi đi. Trạng thái đau nhức đang phát sanh ở vùng đầu của tôi. Mình nói vậy là đã ý thức rồi. Và khi mình nói đó, cái đau này nó đang phát sanh ở cái vùng đầu, thì chúng ta sẽ thấy đây tứ đại đây. Và chúng ta sẽ thấy là nơi cái vùng đầu chúng ta đó, tuy là cái cơ nó không có, nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái sự co thắt của nó. Sự co thắt nó nhanh chừng nào thì nó đau chừng đó. Và co thắt đó chính là phong đại. Và cái co thắt nó siết mạnh lại, có nghĩa là nó cứng lại đó, thì nó thuộc về địa đại. Và khi nó nhức cái đầu quá, nó phừng lên rồi lên thấy nóng, thì thấy quả đại. Như vậy trong cái ý thức này, chúng ta có ý thức chung, và chúng ta có cái nhìn thấy nó hết sức là cụ thể. Mà nếu như cái giờ lâm chung mà đau bất cứ ở chỗ nào trong cơ thể, hoặc là toàn thân đều đau nhức hết, thấy rõ là toàn thân đau nhức rã rời, thấy như thế ra đi là thoát. Thấy toàn thân đau nhức rã rời mà thấy nó lạnh từ dưới chân nó lạnh lên chẳng hạn, thì thấy được cái quả đại của nó, thì đó là thoát. Hoặc là lần trước sư cô cũng có nói là khi mình thấy cái giờ mà mình lâm chung đó, mình thấy buồn quá, mình thấy mình thương con cái, mình thấy mình luyến tiếc cái sự sống chẳng hạn vậy, nhưng mình biết rõ cái tâm này như vậy thì thoát, chứ không phải là giải thoát. Khi chúng ta tu tập trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta thoát khổ nhưng chưa có giải thoát. Bậc giải thoát đó là cái nhìn của vị này đó, nó mạnh cho đến nỗi đó là coi như tất cả những cái pháp này nè,
nó khó mà khởi sanh. Thì chị duy nhất có cái gì? Chị duy nhất có cái thiện trí. Nhìn bất cứ sự việc gì xảy ra đó thì nhìn bằng tuệ trí. Cho nên cái này đó, khi mình đọc kinh đó, mình thấy Đức Phật ứng xử có những cái mà cái tâm phàm phu mình đó, mình nghĩ mình không hiểu được cái gì đó. Ví dụ như Đức Phật trước khi nhập diệt nói với Ngài A Nan là bây giờ đó, khi mà Đức Phật nhập diệt đó, thì không cho cái vị nào ở trong tăng đoàn nữa. Thì mình người phàm phu mình nghĩ chắc Đức Phật không có ưa cái người này, cho nên là bây giờ mất rồi thì không có muốn cho người nào ở trong tăng đoàn nữa. Hoặc là Đức Phật khi còn tại thế đó, không biết gì lý do gì mà thiên vị cái người này, mà để cho đến khi nhập diệt rồi mới cho người này ra. Là tại vì cái vị tăng này đó là xuất gia cũng tuổi cũng khá lớn rồi, thì vô trong đó đó là coi như là quậy, không để cho người nào tu cả. Nay thì nói người này cái kia, mai người nọ, đồ đạc của người ta muốn lấy cái nào xài thì lấy, không hỏi ai hết. Nghĩa là coi như là sống nó không có cái hạnh lành gì trơn trọi đó. Vô có phải nói là làm cho xáo trộn hết toàn bộ. Thì chư tăng chịu đựng không nổi, lên bạch Đức Phật. Đức Phật nín thinh 2 lần, 3 lần, 10 lần, 100 lần gì cũng nín thinh hết. Rồi cuối cùng đó, mọi người rất là buồn. Tại vì nghĩ không biết tại sao một cái người mà nó vô nó quậy nát cái tăng đoàn như thế mà Đức Phật cũng không có xử lý gì, nín thinh hết trời. Còn mình thì tức quá mà không biết làm sao hết trơn. Nhưng mà đến khi Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật mới nói rằng là cái người này không được ở trong tăng đoàn nữa. Thì mình người phàm phu mình nghĩ sao? Hoặc là Đức Phật dị nể cái người này cái gì đó, hay là cũng sợ cái người này luôn mới vậy? Không phải. Đức Phật tuệ tri, biết rõ sao cái nghiệp của cái người này vào trong tăng đoàn làm cái gì, và tất cả những người trong tăng đoàn này là phải nhận cái quả nghiệp ra sao. Cho nên là khi Đức Phật nhập diệt rồi, Ngài A Nan đó mới không dám nói. Ngài A Nan mới mời các cái vị trưởng lão lại, mới nói là Đức Phật dạy như vậy. Thì các vị trưởng lão mới nói là ông là cái người thân cận với Đức Phật, nhận cái lời của Đức Phật mà không dám nói thì chúng tôi đây đâu có dám nói. Thì Ngài mới họp hết cái tăng đoàn lại, trừ người đưa ra. Ngài mới nói thì ta nói mấy vị lớn không dám nói, chúng con đâu có dám nói. Thì thôi từ trên tới dưới không dám nói luôn hết. Nó giống nhau hết. Thì cái khi đó cái ông mà ông quậy á, ông thấy là khi Đức Phật nhập diện rồi thì ai nấy làm thinh hết, không có nói tiếng nào, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, người ta chỉ làm việc của người ta thôi. Còn người ta không có đá động gì người này, muốn quậy, muốn lấy, muốn làm bất cứ cái gì đó thì người ta không có một cái phản ứng gì hết. Thì cái ông này cũng nghĩ trong bụng chết rồi, bây giờ Đức Phật tịch rồi, viên tịch rồi, không có ai mà che chở cho mình hết á, mấy người này giờ cái mặt lạnh như tiền, sống sao cho nổi, không đuổi mà kể như đuổi rồi. Và bây giờ mình đi đâu, ăn đâu, ở đâu bây giờ, chỉ có theo Phật mà thôi. Cho nên vậy này mới cuốn đồ đi ra cái chỗ mà thanh vắng, trong một cái góc rừng thanh vắng, rồi nghĩ đi theo Phật bằng cách tu thôi, rồi hành trì đắc quả la hán. Rồi những vị này đó là cũng yên ổn đắc quả la hán. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi cái vị này đó vô trong cái tăng đoàn là cái chỗ mà người ta muốn có sự yên lặng, có sự an lạc, thì vị này quậy cho đến không còn một cái manh giác gì hết á. Để chi? Để trong tâm của những cái vị phàm phu này là còn pháp thiện và pháp bất thiện đó, thì những cái pháp bất thiện nó nổi lên đi. Nó bực quá cho nên mới đến bạch Đức Phật là pháp bất thiện khởi lên. Đức Phật làm thinh thì về nhà nó bực, nó chìm vô trong thì nó vẫn bực. Quý vị thấy rõ chưa? Đó. Bây giờ nó kéo dài như vậy thì mọi người dần dần sẽ nhận ra rằng đó, bây giờ bản chất của cái người này là nó quậy. Đồ đạc mình cất để đâu thì mình để có ngăn có nắp mình ấy, mình gìn giữ thì nó không quậy mình. Còn nó nói, nó chửi, nó làm, nó gì mình á thì thôi kệ nó. Nó muốn làm gì nó làm, nó tạo, nó ráng chịu. Bây giờ mình có nói cũng ai cứu mình. Quý vị thấy rõ chưa? Lần lần người ta nhận ra gì? Nhận ra đang đây lửa thì nó phải đỏ và nóng. Hả, mình chạm vô thì nó đốt cháy tay mình, tốt hơn mình tách ra.
Vì thấy rõ chứ, lần lần những người này á, họ biết bảo vệ cái tâm này. Cho đến khi Đức Phật nói cái lời đó rồi Ngài Anan mới truyền ra hết á, thì mọi người thấy rõ rằng tốt hơn mình bảo vệ mình chứ đừng đụng chạm gì tới người này hết. Quý vị thấy nó tách chưa? Cái quả này nó trổ đó, người ta tách ra. Cũng giống như là đây cái dây điện thì người ta đã dùng một cái vật cách rồi, bây giờ ta có đụng vào cái vách thành này nó cũng không sao, nó không có bị gì cả. Như vậy là những cái vị tăng này nè, nó phải chịu đựng cái sự khuấy động cho đến cùng tổ trong cái tâm của mình thì mình mới nhận ra. Và vị này nè, sau khi mà quậy hết cỡ rồi đó thì mới cũng nhận ra được, thì cuối cùng đó mạnh ai tách ra tu thì nó thành tựu. Thì thấy cái ý thức này nó soi sáng được cái tuệ trì. Cho nên bất cứ cái gì mà Đức Phật giải quyết, mình đừng có dùng cái pháp thế gian của mình á để mình hiểu và mình nhận định như vậy, mà hiểu rằng Đức Phật, bất cứ một vị mà có cái tuệ tri để nhìn thấu hết cái nghiệp của toàn thể chúng sanh, biết được cái sống chết, biết được cái sức mạnh của cái sự chuyển nghiệp, thì vị này nói cái gì đều mang lợi ích đến cho tất cả, không chừa một người nào cả. Dẫu cái điều đó đó là có gây bức xúc cho cái người mà nhận cái lời dạy của Đức Phật đi nữa, thì cái bức xúc đó là cái điều hết sức là thiết yếu. Còn chúng ta đây đó bị nô lệ bởi những cái cảm xúc và những cái cảm thọ, cho nên nó hãy thuận theo đó cái điều mình ưa thích đó thì vui, mà đi ngược lại là giận. Không? Ai khen thì cái lỗ mũi nó bự ra, nó phập phồng, bởi vì cái tôi đó nó được thổi lên, mà khi nó chê nó xẹp xuống một cái là nó giận, nó nổi sân lên, quý vị thấy chưa? Nó đi trong những cái cảm xúc và những cái cảm thọ, và mình nô lệ nó. Ai nói nặng mình, ai nói chửi, ai nói oan ức mình, nó tức ngủ không có được, thấy không? Bởi vì sao? Nó chạm vô cái tôi mình, nó đau, cái tôi này nó đau lắm, bởi vì nó nằm trong pháp bất thiện cho nên nó đau, tham tà kiến ngã mạn mà cho nên nó đau, hiểu chưa? Mà nó hận thù và nó oán mãi không nguôi, bởi vì nó nuôi cái chữ tôi rồi. Còn khi mà người ta nói mình á, mà mình ý thức ra rằng cái điều người ta nói, trong tâm người ta nói bằng pháp thiện hay pháp bất thiện thấy rõ, và khi mình tiếp nhận trong tâm mình pháp thiện hay pháp bất thiện thấy rõ, chỉ cái sát na mình thấy đó thoát. Thấy cái chỗ này chưa? Cho nên mình học cái pháp Phật mà mình học nhiều đó là ở chỗ để mình thấy cái tâm của mình. Mình thấy cái thiện và bất thiện này, mình thấy luôn cái tôi của mình đó. Và thấy cả cái gì? Thấy cả cái dòng hộ kiếp này đó, nó trôi chảy từ nhiều đời nhiều kiếp ở trong tâm của mình. Và cái này đó hằng ngày chúng ta vẫn thấy, mà hành thiền càng thấy rõ. Hằng ngày chúng ta thấy nè, nhiều khi mình muốn nghĩ chuyện đó tự nhiên ở đâu nó nổi lên. Nó nổi lên là cái gì vậy? Là cái hộ kiếp nó nổi lên đó. Chúng ta đang hành thiền, đang để ý hơi thở ra vô, vậy cái tự nhiên nghĩ cái gì đó, mới chập mới giật mình mới thấy hộ kiếp đấy. Vì thấy nghiệp dẫn chưa? Thì cái giờ chúng ta lâm chung đó, cái giờ hấp hối này là nó nổi vậy đó, mà mình đâu có ý thức. Thành ra khi chúng ta còn luân hồi thì cái dòng nghiệp này nó luôn luôn nó trôi chảy ở trong tâm chúng ta, đi lên đi xuống. Mà cái mà chúng ta có thể thoát ra khỏi nó là chúng ta thấy biết nó, okay. Nhận thấy biết nó trong hàng giờ, hàng phút, hàng giây, trong cái đời sống chúng ta, tôi nghe thấy biết nó thì chúng ta thoát. Thì cái giờ lâm chung mà chúng ta thấy nó thì chúng ta thoát. Còn chúng ta không thấy nó thì chúng ta phải chịu ảnh hưởng của nghiệp tốt và nghiệp xấu, và nó làm thành hai cái dòng nghiệp lực ở trong tâm chúng ta. Một dòng thuộc về ma lực và một dòng nó thuộc về hùng lực. Và tất cả những hùng lực này nó đưa chúng ta tái sanh về cõi trời. Tất cả những cái ma lực này nó sẽ đưa đúng những cái cảnh khổ. Đó là cái quy luật rất rõ ràng. Để cho quý vị nào mà trong cái đời sống đó nó không như ý muốn, mà buồn hoài, buồn đắng đắng,
buồn không có giải quyết được. Đó là đưa mình vào cái giờ lâm chung đó, những cái pháp bất thiện này chi phối. Khi mà sanh ra đó quý vị thấy không? Khóc ngày khóc đêm, mặt mày buồn so. Đụng tới là khóc, quạo quọ. Đói thì nói má ơi cho con ăn, không nói khóc. Thấy không? Đòi cái gì cũng khóc. Nói tới không nghe, giải đợp đợp. Đây. Rồi cái dạy khờ của cha mẹ và ông bà đó, mấy đứa nhỏ nó dùng tâm sân nó chi phối hết. Nó khóc lên một cái là cái gì cũng được, muốn hết, đáp ứng hết. Mình thấy được. Dùng tâm sân để chi phối. Có những cái biểu hiện của nó đó, mà ông bà cha mẹ không có để ý. Cứ nghĩ là nó con nít. Ví dụ như nói ba ba bò xuống cho con cỡ ngựa, thì ba nó bò bốn chân xuống, đeo trên lưng lên cổ, rồi nó nắm hai cái lỗ tai nó giật, biểu chạy, nó quýnh bóp vậy. Mọi người đều cười vui hết, coi chừng. Thấy chưa? Nó điều khiển đấy. Nó thỏa thích vì cái gì? Được cái người mà mình thương nhất, đáng lẽ mình kính nhất, mình sợ nhất, thì cái người đây trở thành tôi tớ của mình. Cho nên có những người đó họ bị con họ điều khiển suốt cuộc đời. Nó sanh ra để nó sai sử mình, chứ không phải sanh ra nó làm con mình. Tại vì kể cả khi còn bé đó, mình không thấy cái tâm của nó. Cũng như mình đây đó, không thấy cái tâm của mình, cho nên tâm mình sai sử. Muốn cái gì? Muốn đặng, muốn đợt. Thì sư cô kể Vi nghe chuyện rồi đó. Cái cậu này đó, cứ 10 giờ đêm thì đi ra khỏi nhà. Má hỏi đi đâu rồi con? Má ơi cho con đi ra ngoài một chút, con chịu không nổi, ngủ không được. Hỏi sao vậy? Con nhớ cổ quá à. Thành ra đi ngang qua nhà người ta, đi qua lại cho đến khi nào mà mỏi mòn thì mới về. Thì bà già bà mới sợ đó, là đi vậy người ta tưởng đi ăn trộm cắp rình nhà người ta, cho nên là con đi trước má đi làm sao. Đêm nào cũng đi mỏi mòn đó, thì trai trẻ ngủ nó còn lợi sức, còn già thì trong con mắt đó trong hoài. Cái gì đó hành hạ vậy? Chưa? Thích cái cô đó mà không có biết làm sao mà nói, mà cũng không có cái cơ hội, mà cũng không biết là cũng không thể thành tựu được. Cho nên là cứ đi tới đi lui nhà người ta ban đêm ngó cho nó đỡ nhớ rồi về ngủ. Rồi bây giờ hành cái bà già cũng đi theo luôn. Mình thấy chưa? Nó hành chưa? Cái tâm mình nó sẽ hành mình. Rồi cái người đó ái nhiễm cái người này là nó cũng nối như cái qua gông xe lửa nó nối vô. Thì cái này chạy trước, cái này nó chạy sao? Và chúng ta hãy nhìn trong suốt cuộc đời của chúng ta đó, là những cái tâm này nó sai sử. Và cái tâm này nó nằm trong con thì con sai sử, mà nằm trong cha thì cha sai sử, nằm trong mẹ, mẹ sai sử, nằm trong chồng thì chồng sai sử, nằm trong vợ thì vợ sai sử. Pháp chân đế thấy tâm, pháp tục đế thấy là đây là cha, là mẹ, là con, là chồng, là vợ, là anh, là em, là bạn, là bè. Đó là pháp tục đế. Pháp chân đế thấy tâm. Nó sai sử. Cho nên mình tập ý thức được, thì cái giờ lâm chung này cùng ý thức. Còn nếu không nó đi trong đó. Và bây giờ trở lại, hàng ngày mắt chúng ta thấy, chúng ta vẫn tạo tác đây. Tai chúng ta nghe, chúng ta vẫn tạo tác đây. Nghe thì thích hay không thích. Lưỡi chúng ta ngửi, mũi chúng ta ngửi, thân chúng ta xúc chạm, đều tạo nên những cái tập hành tâm này. Và những cái này, và khi nó khởi sanh lên, nó cắt đứt cái dòng hộ kiếp này để nó tạo dựng những cái mới. Nó tạo dựng tiếp tục những cái mới. Trong đời sống hàng ngày nó cứ xen kẽ giữa cái mới và cái cũ, nó cứ xen kẽ như thế, nó đi như thế, nó cứ liên tục nó đi như thế. Thì như vậy đó, cái dòng hộ kiếp là nó đi từ vô lượng kiếp, cái dòng nghiệp nó chảy,
giờ đây trong cái mới nó hợp tác qua cái ngũ căn và qua luôn cả ý căn. Ý căn thì những cái gì mà ngũ căn đó mắt thấy tai nghe trực tiếp cụ thể giờ đây nó trạo lại trong tâm. Người ta nói rồi, người ta đi mất rồi, bây giờ về tới nhà tai vẫn còn nghe cái lời đó, rồi nó dính vào trong cái lời đó, rồi nó nghĩ tới cái cách gắn bó hoặc là nghĩ tới cái cách hận thù. Bây giờ nó trạo lại trong tâm, thì cái con đường đó đó nó gọi là cái lỗ ý môn. Hoặc là những cái gì đó không phải mắt thấy tai nghe mũi lựa ngửi thân nếm, không phải vậy, thân xúc chạm không phải vậy, mà do trong đầu mình nghĩ ra, trong đầu mình nhớ lại, mình hồi tưởng lại, hoặc cảnh hiện tại mình liên tưởng lại, hoặc mình tưởng tượng ra, thì tất cả là lỗ ý môn. Thì khi chúng ta chết, chúng ta sẽ bắt cảnh lộ ngũ để ra đi, hoặc chúng ta bắt cảnh của lộ ý để ra đi, một trong hai cái này. Có người ra đi bằng lộ ngũ, có người ra đi bằng lộ ý. Vì cái chỗ này đó mà lần trước sư cô cũng có nói như vậy đó, là khi mà cái người nhà mình bệnh đó thì coi như mình để một cái phòng trống thôi, rất là đơn giản, tất cả đồ dùng những người này đơn giản hết, để nó không có gợi nhớ bất cứ những cái gì không hay cả. Mình làm lại, trang trí lại những cái màu sắc nhẹ nhàng sáng chẳng hạn, một cái bàn nhỏ để một cái ly uống nước, rồi một ít thuốc đó thôi, nhưng mà có cái bình bông chẳng hạn vậy, đèn sáng tối đèn phải thật sáng, cửa sổ phải thông thoáng ra hết, và còn có máy lạnh thì làm cho mát mẻ cũng được thôi. Để làm chi? Nó tránh những cái cảm xúc khi mà người ta nhìn thấy cái đồ dùng cũ, những cái quen thuộc đó nó gợi lại, thì cái lúc đó họ ra đi có thể bằng lộ ngộ. Và trong cái thời gian mình nuôi bệnh á, bao giờ mình cũng thuận theo ý cái người bệnh cả. Để làm chi? Để người ta không có bị làm cho cái tâm sân này nó khởi lên, thuận thôi. Sư cô vẫn được nói với mấy người nuôi cha nuôi mẹ đó, ví dụ như má mình nói đói bụng quá không thấy đứa nào nó cho ăn, mà thiệt sự ăn rồi mới vừa lau miệng xong là đã nói như vậy, thì mình hiểu rằng là má mình không bao giờ như vậy hết. Mà bây giờ như vậy là mình biết bệnh tâm, tâm nó bệnh rồi, quý vị thấy không? Cho nên nó mê muội nè, nó mê muội, nó nói năng lộn xộn đó, mình biết rồi. Vậy nếu như mình là cái người không có bệnh trong tâm đó, mình biết má mình nói không đúng rồi, mà mình giận má mình đó, là mình mới là cái người mê muội hơn người bệnh này. Cho nên mình thấy vậy để chi? Để thương nhiều hơn. Và mặc dù mình mới vừa đút ăn xong, mình lau miệng rồi, má nói đói muốn chết, không có đứa nào cho nó ăn, con cái gì bất hiếu quá, nói mô Phật con xin lỗi má, con sơ ý không có cho má ăn, thôi giờ má ăn nha, má ăn cái gì con lấy cho má ăn. Rồi lúc đó sẽ nói là không ăn đâu, nó má không ăn thôi, chừng nào má đói má kêu con cho má ăn, chút xíu nữa cho ăn nữa nha. Mình luôn luôn mình hỏi như vậy, hỏi như vậy để làm chi? Cái cảm xúc của người này là cảm thấy được chăm sóc, được ăn uống đầy đủ, thì cái giờ người ta ra đi tốt cho người ta chứ sao. Chứ còn cảm thấy bị bỏ đói, bị bỏ rơi, thì nó rơi xuống cái hàng quỷ đó, đâu có biết được. Cho nên cái chăm sóc người bệnh đó, ngoài cái chuyện thuốc men sạch sẽ đó, nó mới có 50% thôi, mà có thể nói là chưa tới 50% nữa. Cái chính yếu đó là mình gần gũi với người bệnh và nâng đỡ tinh thần người ta lên. Về lộ ngũ môn thì chúng ta đó, chúng ta phải coi lại cái chỗ ngủ nghỉ ngơi của người này luôn luôn phải sạch sẽ, quần áo một ngày phải thay 2-3 lần, chăn chiếu mền niệm vậy 2 bữa là phải giặt, để cho cái mùi của đó nó được thay đổi. Còn về cái ý nè, luôn luôn làm cho cái người này cảm thấy họ đúng, họ phải, và họ được nâng niu, họ được chăm sóc, thì cái đó mới chính là cái hiếu hạnh. Thí dụ như bình thường
má mình niệm A Di Đà Phật, mình thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì giờ đó má niệm A Di Đà Phật là mình niệm A Di Đà Phật, không có trở ngại gì hết, hoàn toàn không có trở ngại gì cả. Bởi vì đây là đề mục, đề mục của thiền định. Thì A Di Đà Phật hay Quan Thế Âm Bồ Tát hay Thích Ca Mâu Ni Phật thì cũng là một cái đề mục thiền định mà thôi. Cho nên chúng ta không cãi, không gây xáo trộn. Tức là cái mực thường mà cái người sắp chết đây làm cái gì bây giờ người ta tái tạo trở lại mà nó tốt thì mình thuận dòng hết. Để chi? Để cái lộ ý khi nó khởi lên nó êm ạ. Thì cái đó là trợ tử đó, chứ không phải mình thỉnh một đạo tràng về đó là niệm Phật tụng kinh mới là giúp được. Bởi vì cái hấp hối này đó nó xảy ra chưa tới một giây đồng hồ đâu. Chúng ta biết một giây đồng hồ, một giây đồng hồ nó tới 250.000 tỷ. Thì vậy đây nó chỉ có 5 thôi, có 5 sát na, ngàn tỷ sát na. Cái này nó có 5 sát na thì nó đâu có, nó tính có bao nhiêu giây đồng hồ. Nhưng mà trước đó chúng ta thấy cái người thân chúng ta nó yếu lần, yếu lần, yếu lần, yếu lần. Thấy không? Tay chân nó bắt đầu đó, là nó nhão ra, nó hết cử động, là cái chết nó đã đi dần 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 rồi. Cái cận tử nó kéo dài rất lâu, hấp hối nó kéo dài trong 5 sát na này. Thành ra những ngày mà chúng ta nuôi bệnh đó thì chúng ta dẫn dắt cái tâm của người này, làm cho thân an, làm cho tâm an. Thì cái giờ cuối cùng đó, trong 5 cái sát na cuối này ra đi bình an, nó phải có một cái quá trình dài như thế mới được. Còn chúng ta đây đó, chúng ta cũng nuôi dưỡng cái tâm của mình, bảo vệ cái tâm của mình để cho những pháp thiện và thiện trí này nó khởi sanh lên thường xuyên hơn. Và tất cả những gì phiền muộn trong đời sống chúng ta nó đã đi qua rồi thì để nó đi qua luôn. Bằng cách gì? Bằng cái cách mà khi chúng ta nhớ lại. Cái này là sư cô nói rõ chỗ này nha. Và thường mình nói là cái chuyện này tôi bỏ qua rồi, tôi quên rồi, tôi không muốn nhắc lại. Nhiều khi mình ém nó xuống chứ không phải rằng nó đã kết thúc. Tại sao? Vì chỉ khi đắc đạo quả chúng ta mới dứt nó được. Còn không á, nó ém xuống, nó nằm ở đây, nó nằm ở dưới cái đáy này, nó nằm ở đây, nó chờ cơ hội để nó lên. Vậy thấy rõ chưa? Thành ra khi nó lên á là cái chuyện không thể nào tránh khỏi. Bởi vì đó là hoạt động của hộ kiếp, mình không thể chối bỏ được hoạt động của nó mà. Tự nó đưa lên. Cái mà mình có thể chủ động đó là khi mình thấy nó khởi lên rồi đó thì mình sẽ nói. Thí dụ giờ má mình mất, mình thương quá đi, nhớ tới là khóc, mà mình biết sai rồi, không có khóc, nhưng mà nó cứ nhớ tới là nó muốn rớm rớm nước mắt. Thì bây giờ mình chuyển đổi đây. Đây là pháp bất thiện, nó sẽ duyên với pháp thiện. Là khi mình thấy mình nhớ má, mình cũng chảy nước mắt, mình mới nói má ơi, con ráng làm tất cả những điều thiện, điều lành, con ráng tu tập để con hồi hướng hết cho má, để má tái sanh làm người trong gia tộc của mình, hoặc là má tái sanh lại làm người để má hướng dẫn cho con tu tập. Okay. Hoặc là mình không có biết tu tập nữa, má tái sanh làm người để con còn có điều kiện chăm sóc cho má. Chuyển liền, chứ không có nên để cho mình khóc rồi mình nhớ lại cái chuyện hồi đó má làm sao, mình cãi làm sao, rồi mình gì má gì. Những chuyện đó, cái tâm hộ kiếp của mình đó, nó nhây lắm, nó nhạo đi nhạo lại, nó hành hạ trong tâm của mình. Phải biết như thế để chi? Để đoạn lìa nó bằng cách mình nguyện và bằng cách mình làm. Và khi đó mình có thể đọc một cái đoạn kinh ngắn để hồi hướng liền cho má. Thấy chưa? Hoặc là mình đi làm cái gì đó tốt đẹp nhất để rồi hồi hướng cho má. Tức là tất cả mình đều phải chuyển hết. Là vì cái hộ kiếp, cái hoạt động của nó tự nó sẽ khởi lên. Và khi mình hình thành như vậy, mình hình thành cái thói quen, thì trong cái giờ lâm chung mà khi nó khởi lên, mình cũng sẽ đi con đường đó. Hoặc là mình sẽ ý thức rõ. Và cái ý thức rõ này
chính là thiền Vipassana. Hãy mình thấy tâm là nó niệm tâm. Mình thấy tất cả những cái cảm xúc, những cảm thọ của mình, nó là niệm thọ. Vậy đó chứ. Và mình thấy cái tất cả những cái hoạt động khác, bởi vì niệm pháp nó nằm trong tâm. Tâm khi mà nó hoạt động mà nó hình thành được những cái mạng lưới của nó mà mình thấy. Ví dụ như cái mạng lưới của tất cả những cái pháp thiện mà thành thiện trí này, cái mạng lưới của nó là 37 phẩm trợ đạo. Còn cái mạng lưới của tất cả những cái pháp quế nhiễm này đây đó là 5 triền cái 10 kiết sử. Nó đâu đi ra khỏi cái tâm đâu. Thành ra đây chính là cái chỗ mà chúng ta hành trì. Và pháp Phật rất là rõ. Hành thiền không phải là cái chỗ ở trên trời. Hành thiền đây là cái điều rất là cụ thể, rất là rõ ràng, rất là sáng suốt để cho chúng ta có thể mà hằng ngày chúng ta đều có thể tu tập. Bất cứ chúng ta đang làm việc gì thì cái chuyện chúng ta ý thức rõ, không có trở ngại công việc của mình làm. Vì đó nó đi cực nhanh. Chúng ta có một sát na thấy biết, nó chưa có chiếm cái khoảng thời gian gì trong cái đời sống chúng ta cả, nhưng mà cái lợi ích của nó cực kỳ lớn. Như vậy chúng ta nhớ nha, cái lộ cận tử cho cái người phàm phu thì nó sẽ có hai lộ, cái lộ ngũ môn và lộ ý môn. Thì khi mà hôm nay chúng ta học cái lộ cận tử còn tục sinh, như vậy chúng ta sẽ chia cái lộ cận tử này đó làm cho hai hạng người. Thứ nhất là lộ cận tử cho người còn đi tái sanh, và lộ cận tử cho người hết đi tái sanh. Thì cái lộ cận tử cho cái người không còn đi tái sanh nữa là cái vị đó đã đắc đạo quả ở cái tầng thứ tư. Khi người ta đắc đạo quả rồi đó thì cái giờ mà đi đến để mà cái hấp hối này, cái giờ cuối cùng này đây, thì cái tâm người ta đi đến cái chỗ là vì nó luôn luôn nó là cái tuệ tri nó sáng suốt vậy nè, cho nên là không có còn cái đường tái sanh nữa. Rồi chúng ta sẽ học cái này rất kỹ, chúng ta sẽ biết rõ. Hoặc là những cái vị mà người ta hành thiền, người ta đắc thiền này, thiền định sắc giới, thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, hoặc đắc tầng thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thì những vị này đó người ta còn tái sanh người ta biết, nhưng người ta không có đi về cái cõi dục giới nếu người ta không thích, mà người ta sẽ tái sanh các cõi trời. Vì cái tâm đã trong sạch thì cái người mà đắc cái thiền sắc giới này thì trong tâm của người ta đó, người ta lưu giữ được cái trạng thái thiền này, nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thì cái giờ người ta ra đi, người ta cũng đi trong cái trạng thái thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Còn những vị mà đắc đạo quả này rồi đó, mà nó ở cái tầng thánh mà vẫn còn tái sanh đó, thì trong tâm của vị này nó cũng chỉ là những cái pháp mà nó thuộc về đạo quả này thôi, chứ nó không nằm trong cái dục giới này nữa. Trừ khi những vị này phát tâm muốn tái sanh lại cái cõi người thành cái người tam nhân, để mà làm cái gương mà dẫn dắt những chúng sanh khác, để độ chúng sanh khác, thì người ta sẽ tái sanh về đây. Nghe rõ chưa? Nhưng mà bao giờ người ta cũng đi lên cõi trời trước, rồi từ cái cõi trời đó người ta mới xuống cõi người. Tái sanh cõi trời trước, rồi từ cái cõi trời đó người ta mới có cái sự quyết định, người ta sẽ xuống cái cõi người, người ta hành đạo ở thế gian này. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái lộ cận tử bình thường và cái lộ viên tịch. Thì chúng ta chưa có học tới cái lộ viên tịch, chúng ta học cái lộ cận tử bình thường mà còn tái sanh. Thì lộ cận tử bình thường còn tái sanh nó sẽ chia ra làm hai, tức là lộ ngũ và lộ ý. Thấy rõ chưa? Nên bây giờ chúng ta đi vào trong cái lộ ngũ. Trong cái lộ ngũ này đó thì nó có bốn cái lộ, mà cái lúc mà cận tử nó có bốn lộ. Thứ nhất là động lực và tử. Động lực đây, động lực đây, rồi đi tử ở đây. Nhưng mà động lực của cái lúc mà cận tử nó chỉ có 5 sát na động lực thôi. Đây là động lực cận tử.
rồi nó đi liền ở đây là tử chết. Và anh đi liền đây sinh. Hô kiếp, hô kiếp này đó là nó đi một cái chuỗi dài như thế là 14 cái hô kiếp, 14 hô kiếp. Sinh này, đi 14 cái hô kiếp. Sau có 14 hậu kiếp rồi đó, nó sẽ tiếp tục của nó sẽ rúng động dứt dần. Rồi nó có kháng ngũ môn. Rồi đây, nó có kháng ý môn. À, xin lỗi. Có kháng ngũ môn. Rồi có ngủ song thức. Rồi nó cũng có tiếp thu, cũng có quan sát. Nó có năm cái Ravana. Rồi lại tiếp tục cái hộ kiếp của nó. Năm cái động tốc. Như vậy trước đây thì cái dòng chảy của nó vẫn bình thường như chúng ta đã học rồi đó. Tức là nó có hộ kiếp đây. Nó có hộ kiếp vừa qua. Nó có hộ kiếp rúng động. Nó có hộ kiếp dứt dần. Rồi nó có kháng ý môn, kháng ngũ môn. Nó có ngũ song thức. Nó có tiếp thu. Nó có quán sát. Nó có phân đoán. Rồi nó có cận tử, lộ cận tử. Nó đi con đường nó là như thế. Vậy là chúng ta sẽ học lộ tục sinh. Nhưng mà nói vậy để thấy này. Cái khi cái tâm tử nó đó, nó vừa làm công việc, nó dứt một sát na rồi, quý vị thấy nó liền kề liền. Nó không có gián đoạn nha. À, chúng ta thấy nó gián đoạn. Pháp thuộc đế chúng ta thấy như chết rồi là không biết nó là sao, nhưng chết rồi nó tái sanh liền. Và nó tái sanh như thế là nó sẽ tái sanh trong 31 cõi. Và tự mình á có thể loại suy. Sư cô đã chỉ quý vị loại suy rồi. Cái thứ nhất, mình có đắc thiền, ngũ thiền không? Có đắc thiền vô sắc giới không? Thì mình loại ra cái này đó là 20 cõi trời rồi. Như vậy là loại ra 20 cõi trời. Bây giờ đó là mình ở trong cái cõi người này đó, mà nó có 6 cái cõi trời dục giới đó, thì thứ nhất ngũ giới mình có phạm không? À, nếu phạm là bị loại ra rồi. Rồi bây giờ mình không phạm là tốt rồi nha. Nhưng về năm cái giới đó, mình có hành giới đến cái mức độ nào có thể thành giới được không? Nếu thành thì được ở cõi trời này, tức là 6 cõi trời nữa. Thấy không? Hoặc là bố thí với hằng tâm, hằng sản. Hoặc là công quả, công đức, công trình, công lao gì đó, đủ thứ công đó, tức là làm những việc tốt đẹp, lợi ích cho mọi người xung quanh. Có hay không? Có thì ở cõi trời. Thấy không? Cõi trời thấp nhất cũng được. Tức là không phải vua trời, không phải chúa trời, nhưng mà cư dân của chúa trời thì cũng được. 6 cõi này có hay không? Còn không có nữa thì là đó là cõi người. Cõi người có một thôi. Rồi xuống đó 4 cõi khổ. Đó, 4 cõi khổ. Địa ngục, Atula, quỷ khổ, súc sanh các loại. Con người ta chết á,
cái tái sanh cái chỗ này nè, nhiều nhất là súc sanh và vào quỷ khổ, nhiều nhất ở hai chỗ đó. Mình làm người mình ăn thịt chúng sanh nhiều quá thì con đường mình gần đó, vì trong máu mình nó có rồi, thì hiểu chưa? Hết sức là gần gũi. Nè, mình làm người đây nè, mình làm người đây nè, mình làm người làm nằm ở chỗ này đây, đây nó có hai cái này nè. Nhưng mà cái phần này của mình nè, nó nặng quá, nó trì trệ xuống tới đây, bốn cõi nè, trong đó có địa ngục nè, Atula nè, quỷ khổ nè, súc sanh nè. Mình làm người đó mà mình nuôi súc sanh gắn bó nhất là mình thấy đường đi rồi, thấy rõ luôn. Có những người coi những cái con vật mình nuôi đó hơn tất cả những mọi con người, coi đó là cái người bạn thân thiết nhất của mình, là máu mủ, là ruột thịt của mình, thì con đường đi rõ nè. Hoặc là mình ăn nhiều quá, ăn đến nỗi mà thiếu một ngày không chịu nổi thì mình biết con đường đi về đâu rồi. Và khi mình ở trong cái thế giới này không phải để nhẫn nhơ, mà để chờ ngày người ta ăn lại. Luật mà. Còn ai muốn nói thì sao không được. Quyền quyết định của mình. Còn mình cũng phải Phật. Phật có 36 tướng tốt. Và bất cứ một cái thực phẩm gì đặt vào lưỡi của Đức Phật đều là thực phẩm tinh khiết hết. Cho nên không có chay, không có mặn. Người này đã tuệ tri tất cả rồi, đã thoát hết tất cả rồi, và không dính dáng gì tới nghiệp của những chúng sinh này cả. Và cái này người ta dâng cúng, thì khi mà cái phước báo gì này đặt vô, đúng không? Cho nên có lần trong lớp này sư cô nói nè, cái người mà có cái phước ăn uống á, họ đặt cái miếng gì trong cái miệng họ, mình đều thấy cái miệng họ ăn rất là ngon. Họ ăn một miếng, một lát khoai mì hay một lát khoai lang thôi, giống như người ta ăn cao lương mỹ vị vậy. Đó là cái phước ăn uống của người đó. Huống chi mà Phật. Còn mình giờ, mình nói nghe thức cười, bộ hư hơn Phật sao đòi ăn chay. Ủa, mình muốn ăn chay, ăn muốn ăn mặn là quyền của mình chứ. Và mình gieo xuống cái gì thì mình nhớ quả của mình nằm trong đó. Mình không có thể so sánh với Phật được. Phước báo của Phật không giống mình. Cho nên không có thể bì được. Ở đây mình thấy con đường nó nói nè. Còn bình thường ra đó, mình sống mà mình là con người đây, mình đầy đủ hai cái thứ này. Mà mình cứ buồn thảm hoài, mình cứ sầu muộn hoài, muốn chết hoài, thì đây con đường của quỷ khổ đây nói rồi. Chỉ chờ nhắm mắt là nó rút rồi. Hết sức rõ ràng, không có mơ hồ gì cả. Vậy hãy khóc đi. Khóc vì nhớ, vì thương, vì tiếc, vì mong mỏi, vì ước muốn. Hãy khóc đi. Nhưng hơn hết là hãy khóc cho cái thân phận ngu tối của mình. Vì hạnh phúc nó có hai con đường. Một con đường tự mình và con đường tùy thuộc. Con đường tùy thuộc là mình ngồi đó để mình chờ đợi cái người mình ưa thích đó, họ sẽ ban bố cho mình một cái lời tử tế, một cái lời ngọt ngào, một cái thái độ ân cần, một cái cử chỉ săn sóc. Mình chờ đợi cái đó như người ăn mài mà khao khát một cái giọt nước chứ không phải hạt cơm. Ngu xuẩn đến như vậy. Mình tùy thuộc hết. Hãy người ta cho mình lên thì mình lên, người ta cho mình xuống thì mình xuống. Muốn lên trời, muốn xuống đất. Có ông nói, có vợ rồi nó khổ vô cùng. Bởi vì nó lên trời cũng do nó, mà xuống đất cũng do nó. Mình về nhà mà nó vui vẻ thì mình lên trời. Mà cái mặt nó đầm đầm xuống là mình xuống địa ngục rồi. Tùy thuộc. Cái hạnh phúc đó tùy thuộc. Giống như mình khát mà chờ người ta rót mới uống. Còn mình không rót được, cùi rồi, rót được. Tại mình có rút lại. Còn có một cái hạnh phúc thứ hai, không có tùy thuộc. Đó là trong tâm chúng ta mở ra được cái pháp thiện và thiện trí này.
thì nó không có tùy thuộc. Quý vị nhớ coi, hồi mà ba má mình nuôi mình còn nhỏ, mình cấp sách đến trường đi học, chưa biết chuyện gái trai, chưa biết chuyện gì hết, đời sống mình rất là hồn nhiên, nhưng mà cũng vui vẻ lắm chứ, hạnh phúc an vui lắm chứ, đâu có cái vấn đề gì đâu. Nhưng mà khi cái tâm mình nó bắt đầu đó, nó nặng cái mùi yêu đương đây, nó nằm đây, thì nó bắt đầu nó mới là tùy thuộc. Rồi đẻ con ra rồi tùy thuộc tại con, thì thấy không, nó tùy thuộc mà. Rồi mới sanh ra đủ thứ khổ đau. Và cái cuộc đời của người ta đó, khi người ta đi vào hôn nhân đó, là phần lớn đó, người ta làm cho hủy hoại mình nhiều hơn là tăng trưởng. Và cái sự hủy hoại này nó đưa xuống gì? Đưa xuống sự thoái đọa và tái sanh xuống những cõi khổ đó. Khi cái người này bắt gặp cái người bạn đời của mình lan chạ, bắn hết, giết hết cả hai người đó, bây giờ khi người ta đưa ra tử hình, hối hận đã muộn rồi, nhưng con đường địa ngục tới đây có xá gì cái chuyện đó. Cái người mà nó lan chạ rồi đó thì nó đâu phải là con người, nó là cái hàng thấp hơn súc sanh mà. Vì súc sanh có những hạng rất chung thủy. Một con chim vợ mà chết, con chim chồng nó vẫn bay đơn độc. Con chim chồng chết, con chim vợ vẫn bay đơn độc suốt một cuộc đời. Con khác tới là nó cắn. Nhưng con người thì cực kỳ lan dạ. Họ thấp hơn cầm thú, sao mình cứ phải giữ cái hạng người đó lại để mà nô lệ cái đời sống mình với người ta. Tại sao vậy? Vì ái nhiễm. Thấy không? Vì những cái mà lần trước sư cô nói, mình đưa cái chuẩn ra, rồi mình tìm người mình nhốt trong cái chuẩn đó. Bây giờ họ nhảy ra mình chụp lại, mình nhảy ra chụp lại, mất cái chuẩn của mình, mình phải khổ thôi. Còn nếu cái tâm mình mở ra, có cái người bạn đời sống chung mình vui vẻ, nâng đỡ, tốt tươi. Còn nếu thấy không phải đi một mình, Đức Phật cũng vậy mà, nếu mình tu tập mà có bạn đồng tu, ăn cơm có canh, tu hành có bạn rất tốt. Còn nếu không, độc cư, không ở với những người họ hủy hoại cái đời tu của mình. Thì đời sống hôn nhân gia đình cũng vậy mà, chỉ vì cái ái nhiễm thôi. Chỉ vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã bắt được và chúng ta nhốt trong cái khung của mình rồi, chúng ta thả ra là mất. Nhưng mà không bao giờ chúng ta nghĩ là trước đây chúng ta không có bắt cái gì bỏ vô đó, đời sống chúng ta vẫn an vui. Mình bắt vô, mình bỏ đây mà nó làm cho tung tóe hết mà cũng vẫn không dám bỏ ra. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quá đổi nhu nhược. Bởi vì sợ rất nhiều thứ. Thứ nhất là sợ mất cái mà mình đã bỏ vô trong lòng này. Cái thứ hai đó là sợ xung quanh cười chê. Cái nữa là sợ đơn độc một mình, sợ đủ thứ sợ hết, làm cho tất cả những cái năng lượng mạnh mẽ, một cái sự sống trong người mình nó không có cơ hội để phát sinh. Cho nên khi mà người ta bạc tình, khi người ta không chung thủy nữa, mình có thể hủy hoại đời mình. Con đường tâm tối này phải trả giá cho đến bao giờ sáng suốt mà thôi. Luật của tâm linh là như vậy. Ngay từ trong cái đời này chúng ta hiểu biết cái luật này mà chúng ta không áp dụng thì chúng ta hãy đi trong luân hồi cho đến bao giờ học được. Bởi vì tất cả chúng ta đây đều rất cứng đầu. Cái cứng đầu nằm ở đâu? Nằm ở chỗ này đây. Nằm ở cái si phần đây, si vô tàm vô quý phóng dật. Cho nên rất là cứng đầu, rất là lì lợm. Và cái ngu muội chúng ta nằm chỗ đó, ai cũng có, không có người nào không có. Khi mà chúng ta không có cái này nữa, chúng ta đã thành Phật. Còn khi chúng ta khi bỏ được, khi không bỏ được rồi chúng ta người tu. Chúng ta nhận biết được rồi thì chúng ta bỏ lần lần. Bỏ lần lần làm giảm, giảm lần lần thì chúng ta là người tu. Còn nếu không, chúng ta đây rất là cứng cỏi. Tại vì sao vậy?
vì tất cả những suy nghĩ chúng ta trở thành định kiến ở trong đầu, rồi là cố định rồi rất khó thay đổi. Cũng như bản chất của mình mà nó nằm trong những cái pháp bất thiện này rồi đó, khó thay đổi bởi vì nó hình thành một cái sứ tật nguyền trong đời sống tâm linh. Giống như bẩm sanh ra thì nó thiếu một cái cánh tay chẳng hạn vậy, khó mà mọc lại được. Người có phước mới gắn được cánh tay dạ. Chúng ta có phước, chúng ta nghe pháp Phật thì chúng ta sẽ mọc được cái cánh tay. Chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình. Cho nên thay đổi cái suy nghĩ của mình là thay đổi cái định hướng đời mình. Thay đổi cái suy nghĩ của mình là thay đổi cái con đường đi tìm hạnh phúc của mình. Còn nếu chúng ta không thay đổi được thì chúng ta sẽ mắc kẹt trong cái nghiệp của mình. Và chúng ta sẽ đi trên con đường luân hồi này 31 cõi đây. Và đó chúng ta tự đánh giá mình để xem cái giờ chết mình đi về đâu. Và làm người khó lắm đấy. Không có đơn giản đi được sanh ra làm người đâu. Bây giờ có thân người rồi đó, mỗi lần buồn cứ muốn tự tử thôi. Ngu đến như vậy mà chưa thấy mình ngu, mà vẫn thấy đó là cái giải pháp tốt nhất, đúng nhất. Ai đưa mình tới bước đường cùng? Mình luôn luôn nói hoàn cảnh đưa tôi đến bước đường cùng. Người này, nhóm người này hại tôi đưa đến bước đường cùng. Thưa không, họ dồn mình tới chân tường, họ dồn mình tới bước đường cùng, nhưng mình vẫn có thể đi được. Bởi vì đây, mình đây, họ dồn mình đây, đẩy vô, thúc vô, thúc vô. Mình phá cái tường này ra không được, mà đi ngang qua bên này, đi ngang qua bên này. Chứ không thể nói là không có con đường. Mình không có con đường tại sao? Vì người ta dồn mình vào trong cái đường cùng đó. Mình sợ mất cái gì đó mà mình đứng chết trân ở chỗ đó. Chúng ta sợ mất, chứ chúng ta không sợ cái hủy hoại đời sống tâm linh của mình. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, mất cái mạng người này đó thì nó mất có một kiếp thôi. Nhưng mà khi đó chúng ta mất cái tâm trong sạch của mình rồi đó thì chúng ta đọa đài không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên Phật dạy chúng ta phải giữ giới. Hoàn cảnh nào cũng giữ giới, còn nếu không giữ giới là đưa mình xuống cái cùng cực của sự khổ đau, mà không biết chừng nào mới ra được. Cho nên luôn luôn có con đường để đi ra. Con đường đó do mình sáng suốt chọn lựa. Rồi chúng ta nhìn đây. Khi này, khi mình tục sinh nhé, có một sát na thôi. Cái này sư cô có giải thích rồi, tinh cha quyết mẹ gặp nhau, một cái sát na đó nó có cái thần thức, có cái hương ấm, nó phối hợp lại thì nó mới đậu cái thai bào đó. Thì khi cái đậu thai bào đó thì á là trong chú giải cũng có nói rằng cái ngọn cỏ mà cái đầu ngọn cỏ mà nhỏ nhất á thì cái hạt xương nó bám vào trong đó, cái mắt thường không thể thấy được, nhưng mà cái thai nó đã đậu rồi, nó sinh ra từ lúc này đây. Cho nên cái người Á Đông của mình á, nó có 2 tuổi, nó gọi là tuổi Tây với tuổi ta. Tuổi ta là lúc mẹ hoài thai, là tính 1 tuổi. Lúc chào đời ra mới bắt đầu tuổi trong giấy khai sanh, nhưng mà thật sự đã sanh ra từ lúc này. Thì quý vị nhìn xem nè, nó mới vừa sanh ra có 14 cái hộ kiếp thôi, tức là cái tâm tục sinh này nè, nó sanh tiếp theo 14 lần. Thì nó bắt đầu nó rúng động, y như bên kia nó rúng động, nó dứt dòng. Kháng ngũ môn nó có mặt, ngũ song thức nó có mặt, động tốc có mặt được. Như vậy chúng ta thấy nhé, khi tinh cha quyết mẹ gặp nhau, rồi cái hương ấm nó gặp nhau, thì cái thai này nó kết hợp 1 giây đồng hồ thôi. Thì quý vị thấy tất cả những cái hoạt động tâm thức này nó đều xảy ra hàng tỷ tỷ lần. Như vậy điều hòa kinh nghiệt là gì? Là phá thai. Điều hòa kinh nghiệt có nhiều cách, và cái thời gian của nó
thường thường thời gian của nó là sau 2 tiếng đồng hồ người ta uống cái thuốc đó, hoặc là sáng hôm sau người ta gọi viên thuốc đó là after morning, đó để phá thai. Hai nữa, 3 ngày thai, 1 tuần thai, 1 tháng thai, vân vân, tất cả mọi thứ đều hút cái đó ra hết. Nhưng mà thực tế đó, cái tâm tục sinh nó đã có rồi, cái thần thức nó đã có rồi. Vì vậy nó vẫn đeo bám theo những ai giết nó chết. Đây là nghiệp sát. Rõ ràng như vậy, không có mơ hồ. Và ngày hôm nay đó, thì cái mà những cái công cụ về y học đó, người ta có thể đi từ 3 tháng tuổi trở về trước, nhưng mà chưa có thể tới như Đức Phật dịch. Thì người ta đã thấy rằng là trong khoảng thời gian 1 tháng mấy, 2 tháng trở lên, đứa nhỏ đã biết cười. Nhưng 1 tháng là quá lâu, người thấy không? Chỉ có 14 cái hộ kiếp tiếp theo thôi, thì những cái hoạt động về tâm thức nó đã diễn ra. Vì vậy suốt trong cái thời gian thai bào 9 tháng 10 ngày thì nó là một con người. Từ cái sát na đầu tiên được sinh ra thì cái hoạt động của nó đã có đầy đủ. Vì vậy chúng ta thấy chuyện sinh tử cực kỳ nhanh. Chúng ta đây không có gì phải sợ cả. Chúng ta sợ nhất là khi chúng ta sống, chúng ta làm người, mà chúng ta không có làm cho thiện và thiện trí lớn lên để chúng ta duy trì cái tái sanh làm người. Mà chúng ta làm người mà chúng ta để cho những cái pháp bất thiện này nó xâm chiếm trong tâm chúng ta nhiều quá, thì chúng ta đi vào cái con đường đau khổ thôi. Vì sống trong kiếp người đã đau khổ, thì cái giờ lâm chung phải ở đúng vào cõi khổ như ý muốn. Mặc dù thật sự không ai muốn mình trong cõi khổ, nhưng người ta duy trì một cái trạng thái khổ trong tâm thì duy trì rất đổi tài tình, không nhả ra. Tại sao không nhả ra? Vì nó nằm trong cái chỗ si vô tàm vô ý phong vật, bó cứng lại cái chỗ đó, không thoát ra được vì vô minh này. Bởi vậy sư cô mới nói với vị lặp lại nữa đó, là chúng ta phải có tri văn, tri tư và tri tu. Ba cái này nè, nó sẽ giúp cho chúng ta đi ra. Còn không có trí văn, không có trí tư, không có trí tu, ba cái này nó phải hiệp lực lại, nó mới giúp chúng ta được. Còn thiếu không được đâu. Thiếu không thể được, cả ba cái phải có đầy đủ. Và chúng ta sẽ đi như thế trong nhiều đời, nhiều kiếp. Và chúng ta học từ đâu? Chúng ta học từ trong cái nội tâm của mình. Những cái trạng thái tâm mà nó đưa cho chúng ta đây đó, gọi là trồi hụp trong cái cảnh giới của cái tâm mình đau khổ, nó học từ đâu để biết đau khổ là gì, có nên tiếp tục hay không, hỏi mình đi. Còn nếu không, mình sẽ rơi xuống cái cảnh giới mà nó thực sự hiển lộ sự đau khổ, không phải riêng trong nội tâm mình mà bên ngoài nó phá để cho tất cả những cái khổ đau này là nó có cái dịp để nó tràn lan ra hết vậy, rồi nó phủ chụp xuống. Chừng đó chúng ta liệu thoát được hay không? Chúng ta nói đi. Cho nên đừng có nuôi dưỡng ở trong tâm mình những cái cảm thọ đau khổ. Và cũng không có nuôi dưỡng trong tâm mình những cái cảm thọ hỷ lạc. Tại sao vậy? Vì tất cả đều nằm trong luân hồi. Hỷ lạc có cái bất thiện và có cái thiện và có cái bất thiện cũng trong luân hồi, mà phải để trong tâm mình có sự sáng suốt. Chỉ có sự sáng suốt mới là cái mà chúng ta đây hướng đến. Cho nên chúng ta quy y Tam Bảo, bởi vì Phật bảo là trí tuệ của đấng toàn giác, coi như trí tuệ toàn giác. Pháp bảo là trí tuệ toàn giác. Tăng bảo, mà cái đỉnh cao của tăng bảo chính là Phật bảo. Bởi vì tăng bảo đi đến cái đỉnh cao của nó là những vị này đắc quả là hán, thì không phải là trí tuệ toàn giác, nhưng là trí tuệ giải thoát. Vì thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta quy y Tam Bảo là chúng ta đi vào con đường trí tuệ.
Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta có đầy đủ sự sáng suốt để cho chúng ta thoát khổ cho đến khi chúng ta được hoàn toàn đạt được cái sự đầy đủ về trí tuệ trong tâm thức của chúng ta.